Ngày 2 tháng 6 năm 2016, cuối cùng, Rick Crosswood và vợ của anh là chị Mercy Casanar cũng đã trở về Mỹ. Họ bế theo tình yêu lớn nhất của đời mình, cậu con trai mà họ phải đấu tranh quyết liệt mới đòi được về. Đó là một quá trình đau đớn và kéo dài, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã đưa được cậu con trai diệu kỳ và đáng yêu của mình trở về. Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh Richard Crosswood đến từ Anh và chị Mercy Casanalis đến từ El Salvador gặp và đem lòng yêu nhau khi gặp gỡ lần đầu tiên ở một ngôi trường ở Dallas, Mỹ vào năm 2012. Sau một thời gian yêu và chung sống, cuối cùng Mercy đã mang bầu đứa con đầu lòng. Nhưng do chỉ có tấm visa tạm thời nên người mẹ trẻ đã phải quay trở về El Salvador để sinh con, trong khi đó chồng cô vẫn ở lại Mỹ để tiếp tục làm việc. Tháng 5 năm 2015, Mercy sinh con bằng phương pháp sinh mổ tại Bệnh viện Trung tâm Ginecologico. Đứa bé sau đó đã được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt để các bác sĩ theo dõi. Tới ngày hôm sau, một nữ y tá mới bế một bé trai đến và trao lại cho người mẹ trẻ. Linh tính chẳng lành, cộng thêm việc đứa bé mà cô đang bế có nhiều nét không như mình tưởng tượng, Mercy quả quyết đó không phải là con của cô. Vậy nhưng, khi được các bác sĩ khẳng định đó là con do chính cô sinh ra, Mercy đành cùng con xuất viện trong sự băn khoăn không dứt. Vài tháng sau đó, chị Mercy quyết định tiến hành xét nghiệm ADN cho bé Jacob. Quả thực như những gì mà Mercy lo sợ bấy lâu, Jacob không phải là con đẻ của vợ chồng chị. Cảm giác đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng, chăm sóc và dành tình yêu thương trong suốt những tháng qua, nhưng lại không phải là con mình, thật đau đớn. Thế nhưng, những suy nghĩ sau đó thậm chí còn đáng sợ hơn, con đẻ của tôi đâu rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với con tôi? Vào thời điểm đó, Mercy cùng chồng đã vô cùng lo lắng vì sợ rằng con trai ruột của mình đã trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán người trái phép nào đó. Rất nhanh chóng, vợ chồng chị đã đáp máy bay quay trở lại El Salvador để tìm hiểu sự thật cũng như tìm lại con đẻ của mình. Các nhà điều tra đã vào cuộc, yêu cầu tất cả các bà mẹ nhập viện vào thời điểm đó tiến hành xét nghiệm lại ADN với con của mình. Cuối cùng, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm ra con đẻ của vợ chồng Mercy. Trong dòng nước mắt nhạt nhòa, hai cặp vợ chồng đã trao lại con cho nhau. Hạnh phúc có, đau đớn có, bởi với họ, 8 tháng là khoảng thời gian không hề ngắn. Họ đã dành tình yêu thương từ tận trái tim cho những đứa con, không phải ruột thịt của mình.